mọi người, mình là Hương Thảo. Chào mừng mọi người đến với nơi mình sống tại City Garden. Cách đây không lâu thì nơi mình sống có một cái video clip nói về tiện ích cũng như là thông tin tổng quan về City Garden. Cho nên hôm nay Thảo sẽ không nói nhiều về vấn đề đó nữa, mà Thảo sẽ bật mí cho các bạn biết có thể có một số điều mà bạn chưa biết về City Garden. Ok, bắt đầu thôi. Điểm đầu tiên là một điểm khác biệt khá lớn, đó là chung cư City Garden là một cái chung cư cao cấp cực kỳ thân thiện với thú cưng. Thân thiện như thế nào? Đó chính là cư dân ở đây được phép nuôi thú cưng và còn có cả sân chơi dành cho thú cưng nữa. Ở một số dự án khác thì sẽ là không cho phép nuôi, cấm nuôi hoặc không có một cái quy định rõ ràng về việc nuôi thú cưng, cho nên là gây ra rất nhiều bức xúc dành cho cư dân và ban quản lý tại chỗ đó. Tuy nhiên, để đảm bảo về mặt vệ sinh và cũng như ý thức của người nuôi thì người nuôi thú cưng họ phải đặt cọc một khoản tiền nhất định ở đây. Khoản cọc đó cũng giống như là một cái lời đảm bảo rằng chúng ta nuôi thú cưng trong một khu dân cư một cách văn minh và lịch sự nhất, cũng giống như là không để cho thú cưng đi vệ sinh lung tung vậy đó. Mọi người thấy nó có cần thiết không? Comment ở dưới cho Thảo biết nha. Điều thứ hai Thảo nghĩ là có rất nhiều người chưa biết thì City Garden là một môi trường sống cực kỳ chất lượng, với cộng đồng sinh sống ở đây là các chuyên gia người nước ngoài hoặc những người có thu nhập cao. Buổi chiều khi chúng ta xuống nội khu á, chúng ta sẽ thấy rất nhiều trẻ em xuống đây vui chơi và bọn trẻ chỉ giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh thôi. Những người ở đây được một thời gian thì họ lại bắt đầu họ gia hạn thêm cái hợp đồng thuê của mình đến 1-2 năm sau nữa, và đa số là họ cũng đều muốn sở hữu cho mình một căn ở đây. Mặc dù phía trước dự án là con đường Ngô Tất Tố, một con đường khá là nhỏ và thường xuyên bị kẹt xe. Tuy nhiên khi mới vừa bước vào City Garden, chúng ta sẽ cảm thấy đây là một môi trường hoàn toàn khác biệt, rất là riêng tư và yên tĩnh. Điểm cộng nữa đó chính là ban quản lý tòa nhà đã cho phép cái đơn vị điều hành taxi vào đây để phục vụ cư dân 24/24. Thì cư dân ở đây không phải đau đầu về việc chỉ đường cho tài xế taxi vào đón mình như thế nào. Thảo nghĩ đây là một điểm cộng mà đa số các chung cư khác họ không có đâu, đúng không? Điều đặc biệt thứ ba, nếu mà mọi người đã coi video trước rồi thì mọi người sẽ biết rằng phòng gym ở đây không phải là miễn phí, mà phòng gym ở đây có tính phí. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì phòng gym ở đây được một đơn vị khác đi vào vận hành, cho nên nếu cư dân muốn tập thì họ sẽ phải trả tiền theo gói, như là theo ngày hay là theo tháng. Thảo đọc comment thì có nghe mọi người hỏi là không biết phòng gym tốn phí nhưng mà hồ bơi thì có tốn phí hay không? Thì câu trả lời là không nha. Hồ bơi ở đây rất to và đẹp. Khách nước ngoài họ rất là thích ở đây bởi vì được đón nắng một cách tự nhiên nhất. Tuy nhiên là theo mình thấy thì nó cũng không được riêng tư lắm nếu mà nó nằm ở tầng trệt như thế này. Điểm đặc biệt tiếp theo đó là về diện tích của căn hộ. City Garden là một trong số ít các chung cư mà có diện tích của căn hộ to hơn so với tất cả các chung cư còn lại. Cụ thể giống như là một phòng ngủ thì là dao động khoảng 60m², hai phòng ngủ là 120-140, ba phòng ngủ là lên đến 160. Thông thường á mọi người, các căn hộ ba phòng ngủ ở trung tâm nó chỉ rơi vào diện tích dưới 140m² thôi. Tuy nhiên ở City Garden là có căn hộ lên đến khoảng 160m². Ngoài ra nó còn có thêm phòng giặt nữa, cho nên là quần áo sẽ không bị phơi lung tung ở ngoài ban công gây mất mỹ quan. Điều cuối cùng đảm bảo ai cũng thắc mắc đó chính là giá thuê và giá bán của căn hộ City Garden. Căn hộ 160m² ở đây có thể cho thuê là từ 2.200 cho đến 2.400, chưa bao gồm phí quản lý một tháng. Đây là cái giá thuê mà ít bị biến động nhất trong suốt mùa dịch so với tất cả các bất động sản lân cận. Mặc dù cái giá bán thì nó tăng hơi chậm một chút xíu. Để biết thêm chi tiết về căn hộ 3 phòng ngủ 160m², mọi người hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh Nơi Mình Sống nhé. Và đó là 5 điều có thể các bạn chưa biết về City Garden. Nếu các bạn có một số câu hỏi thú vị nào về City Garden hoặc như các bất động sản khác thì có thể để lại bình luận bên dưới nhé. Thảo sẽ tiếp tục chuyên mục giải đáp trong những video tiếp theo. Bye bye!